quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Israel ồ ạt không kích trường học ở trung tâm Gaza để tiêu diệt Hamas, gần 40 người thiệt mạng. Tổng thống Putin tiết lộ lá thư của Tổng thống Biden về Ukraine. Robot cảm tử mới của Nga thách thức hủy diệt tuyến phòng thủ răng rồng của Ukraine. Nga lộ diện chiến thần dòng lửa mới nhất TOS-3 Dragon có sóng xung kích siêu mạnh. Ukraine lật kèo ngoại mục ở Kharkov, lính Nga ồ ạt bỏ chạy vẫn bị bắt giữ. Irish Examiner đưa tin, cuộc tấn công diễn ra vào thứ Năm, mùng 6 tháng 6, khi quân đội công bố một cuộc tấn công trên bộ và trên không mới vào một trại tị nạn ở trung tâm Gaza, nhằm truy đuổi các chiến binh Hamas mà họ cho rằng đã tập hợp lại trong khu vực. Quân đội Israel cho biết, phiến quân Hamas cũng đang hoạt động ở bên trong trường học, nơi tạm trú của dân thường Palestine tại Nusayrat. Theo Agence France-Presse, AFP, bệnh viện địa phương cho biết họ đã tiếp nhận thi thể của ít nhất 37 nạn nhân trong cuộc tấn công, bao gồm 14 trẻ nhỏ và 9 phụ nữ. Một quan chức Liên Hợp Quốc đã cung cấp với một nguồn thông tin khác rằng số người thiệt mạng là từ 35 đến 45 người. Các nhân chứng và các quan chức bệnh viện cho biết cuộc tấn công diễn ra vào sáng sớm mùng 6 tháng 6 đã nhằm vào trường Al-Sadi do cơ quan Liên Hợp Quốc sắp xếp dành cho người tị nạn Palestine. Ngôi trường hiện do cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ tị nạn Palestine điều hành. Ngôi trường là nơi trú ẩn của những người Palestine đã phải chạy trốn khỏi các cuộc tấn công và bắn phá của Israel ở phía bắc dải Gaza trong suốt những tháng qua. Cuộc tấn công diễn ra khi các nhà hòa giải Mỹ, Qatar và Ai Cập nối lại các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin để chấm dứt cuộc xung đột của Israel ở Gaza. Nó cũng đã xảy ra sau khi quân đội Israel công bố chiến dịch tấn công trên bộ và trên không mới vào một số trại tị nạn ở trung tâm Gaza để truy đuổi những chiến binh Hamas mà họ cho rằng đang cố tập hợp lại ở đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin lập luận rằng Mỹ có khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng cách cắt đứt nguồn cung vũ khí vốn đang làm kéo dài cuộc khủng hoảng. Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Peterburg, SPIEF, hôm 5 tháng 6, ông Putin cho biết đã nhận được thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến khủng hoảng Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin nói rằng ông đã trả lời, nếu ông Tổng thống Mỹ muốn chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine thì hãy ngừng cung cấp vũ khí. Sau đó, 2 đến 3 tháng, mọi thứ sẽ kết thúc. Bình luận của ông Putin đã đưa ra trong bối cảnh việc phương Tây không ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine có nguy cơ khiến xung đột trở nên mở rộng. Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoản viện trợ bổ sung 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vào tháng 4, sau khi chính quyền của ông Biden tiêu tốn 113 tỷ đô la Mỹ trong các dự luật được thông qua trước đó. Ông Putin cũng nói rằng khi Mỹ và các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine đạn dược tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga, Moscow có thể đáp trả bằng cách cung cấp vũ khí tương tự cho các nước bên ngoài sử dụng chúng để tấn công những nước đó. Nga tuyên bố đã tạo ra mẫu robot tự sát đầu tiên trên thế giới để tiêu diệt binh sĩ, thiết bị quân sự và phòng tuyến răng rồng của đối phương. Theo tờ Newsweek, tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga mới đây đã thông báo đã chế tạo một mẫu robot bánh xích góc nhìn thứ nhất FPV mang tên Depesa. Hãng thông tấn RIA Novosti đã mô tả đây là robot tự sát FPV mặt đất đầu tiên trên thế giới. Răng rồng là những khối bê tông dùng để ngăn cản bước tiến của xe tăng và ngăn chặn bộ binh cơ giới đối phương chiếm lãnh thổ. Chúng cũng đang được sử dụng phổ biến ở Ukraine. Theo Rostec, robot Depesa được binh sĩ điều khiển từ xa bằng bảng điều khiển và bộ thiết bị đeo trên đầu giống như trên điều khiển máy bay không người lái UAV, FPV. Ngoài ra, phương tiện không người lái khác là Buggy, sử dụng bánh lốp cũng có thể hoạt động giống như UAV cảm tử. Rostec nhấn mạnh, gần đây những mẫu robot này đang được thử nghiệm rộng rãi, bao gồm tại Ukraine. Trong đó, robot Depesa mang theo khối thuốc nổ nặng 150 kg và Buggy có thể mang tới 250 kg chất nổ. Những robot này sẽ là trợ thủ đáng tin cậy cho những binh sĩ chiến đấu ở tiền tuyến. Rostec nhấn mạnh thêm, chúng cũng có thể nhanh chóng và lặng lẽ vận chuyển lương thực, đạn dược, nhiên liệu cho tiền tuyến, cũng như sơ tán binh lính bị thương. Ngoài ra, Nga và Ukraine còn tự phát triển các robot quân sự,
còn gọi là phương tiện mặt đất không người lái UGV, nhằm giúp binh lính tránh phải giao tranh và bảo toàn tính mạng. Trang web tin tức quân sự Defense Blog ngày 4 tháng 6 đã đưa tin Bộ Quốc phòng Nga đã cho ra mắt bệ phóng tên lửa nhiệt áp thế hệ mới TOS-3 Dragon và được gọi là súng phun lửa hạng nặng. Chiến thần dòng lửa mới nhất này được lắp đặt trên khung gầm của xe tăng T-90 và được trang bị đạn tên lửa nhiệt áp cỡ 220mm với uy lực gây kinh hoàng so với hai phiên bản cũ đã được đưa ra và sử dụng ở chiến trường Ukraine là TOS-1 Buratino và TOS-1A Sonstepec. Trước đây, số lượng ống phóng của TOS-3 đã giảm đáng kể từ 30 ống của TOS-1, 24 ống của TOS-1A, 18 ống của TOS-2 xuống chỉ còn 15. Tuy nhiên, nó vẫn giữ được hỏa lực mạnh mẽ và dự kiến sẽ được sử dụng đạn của TOS-2 với tầm bắn lên tới 15 km. Ngoài ra, không giống như TOS-2 Tosovka đặt trên khung gầm bánh lốp được đưa ra vào chiến đấu thực tế vào cuối năm ngoái, TOS-3 Dragon sử dụng lại khung gầm bánh xích của hai mẫu TOS-1 và TOS-2. Ngoài hỏa lực mạnh mẽ, TOS-3 Dragon còn được trang bị lồng sắt phòng vệ Corps Cage để chống lại các cuộc tấn công của máy bay không người lái cảm tử. Thiết kế này giúp tăng cường khả năng bảo vệ của xe, giúp nó có khả năng sống sót cao hơn trên chiến trường. Theo thiết kế, đạn nhiệt áp hút oxy từ không khí xung quanh, tạo ra vụ nổ có nhiệt độ cao và sóng xung kích kéo dài lâu hơn so với các loại thuốc nổ truyền thống. Một quan chức quân sự cho biết, lực lượng Ukraine đã bắt giữ hàng chục binh sĩ Nga ở tỉnh Kharkov trong bối cảnh có thông tin cho rằng Kiev đã giành lại được một số lãnh thổ trong khu vực bị bao vây. Nadia Volosin, phát ngôn viên của nhóm chiến lược hoạt động Kotitsia của Ukraine, nói với ấn phẩm địa phương Liga.net, khoảng 60 binh sĩ Nga đã bị bắt gần thị trấn Vovchan bị tàn phá, nơi các trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Ukraine kiểm soát 70% Vovchan, nơi có dân số trước cuộc chiến là 17.000 người. Các cuộc đụng độ khốc liệt vẫn tiếp diễn sau khi lực lượng của Điện Kremlin phát động cuộc tấn công ở khu vực Kharkov vào ngày 10 tháng 5, chiếm giữ một số ngôi làng ở biên giới phía đông bắc Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tổn thất của Nga trong cuộc tấn công Kharkov cao gấp 8 lần so với Ukraine. Tờ Newsweek không thể xác minh độc lập tuyên bố này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận. Julian Robkey, một nhà phân tích dữ liệu mở của ấn phẩm Bild, đã chia sẻ đoạn phim trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, lần đầu tiên được lan truyền trên Telegram, trong đó có chủ đích ghi lại thời điểm quân Nga bị bắt. Robkey viết, lính Nga dường như đã đầu hàng ở Vovchan, nơi này cách nơi mà các nguồn tin Nga cho là tiền tuyến hiện tại khoảng 600 mét về phía Bắc, vì vậy Nga dường như đang mất dần vị thế ở đó. Ông viết trong một bài đăng khác rằng, quân đội Ukraine đã tái chiếm một số khu vực ở đông bắc Vovchan, sử dụng quân tiếp viện thông qua phương tiện đặt cầu Viper do Đức cung cấp. Các lực lượng Nga tiếp tục tiến sâu vào trung tâm và hiện cách cây cầu Vovcha bị phá hủy khoảng 400 mét. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ thì cho biết trong phân tích mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine vào hôm thứ Hai rằng lực lượng của Kiev gần đây đã lấy lại được một số vị trí ở Vovchan. ISW cho biết, đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 2 tháng 6 cho thấy các lực lượng Ukraine đã giành lại được vị trí dọc theo phố Dukhovna ở trung tâm Vovchan. Đoạn phim định vị địa lý bổ sung được công bố vào ngày 3 tháng 6 cũng cho thấy các lực lượng Nga và Ukraine giao tranh cận chiến dọc theo phố Dukhovna, cho thấy rằng các lực lượng Ukraine đang phản công để giành lại lãnh thổ Nga, kiểm soát các vị trí dọc theo đường phố. ISW cho biết thêm, nhà quan sát quân sự Ukraine Masovet lưu ý rằng các blogger của Nga đang phàn nàn về việc Ukraine gia tăng các cuộc phản công theo hướng Kharkov và cảnh báo rằng các nguồn tin của Nga có thể tuyên bố trong những ngày tới rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc phản công nghiêm trọng của Ukraine theo hướng này. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!